Shopgamehongan.com, đại lý mua bán nít ngọc rồng, làng lá, uy tín, giá rẻ, thu mua 1.000 nít giá tốt nhất thị trường. Hãy đón xem những vlog xạo lìn. Nếu thấy hay, hãy ấn subscribe. Thời gian cứ trôi, nhưng hẹn tài còn mãi. Đi mẹ cuộc sống. Và hai chào bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Anh em ạ, thì hôm nay mình sẽ gửi đến cho em một cái clip chôn nhá. Thì chôn như nào thì tí nữa các bạn sẽ biết. Với lại cái trò chôn này mình nghĩ là nó sẽ cực kỳ là hay, cực kỳ là vui vẻ luôn các bạn ạ. Thì trước tiên video này thì mình sẽ xin nói với các bạn một điều như thế này. Thì các bạn hãy cho mình xin 500 like trong clip này. Và mỗi bạn cho mình xin một subscribe, lượt đăng ký nhá. Và nếu các bạn cảm thấy video này gây khó chịu cho các bạn thì các bạn có thể là không xem clip này, tắt luôn và xem của người khác nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình sẽ đến video luôn. Thì cách thức chôn như nào thì mình kể cho em nghe một cái câu chuyện của mình. Em biết không, thì ngày hôm qua ấy, thì mình đang có làm nhiệm vụ ở League Clip UC. Thì mình làm nhiệm vụ, có một thanh niên hỏi mình là anh ấy, em mua cải trang. Thế là kiểu như nào nhỉ? Sau đó mình về lấy cải trang các thứ xong. Một lúc sau thanh niên bảo ok xong rồi. Thế là thanh niên mặc cải trang đấy vào. Đó, thì cách thức hôm nay mình sẽ chôn y như thanh niên đấy nha. Không biết ai làm chưa thì mình không biết, nhưng mà clip này mình sẽ làm luôn cho các bạn xem. Ok, let's go. Và bây giờ mình sẽ đem tất cả những cái cải trang cần thiết của mình ra đã. Sau đó chúng ta tính tiếp nha. Đây, mình sẽ cất cái này ra. Đây, link của mình không có nhiều cải trang đâu. Thì tiếp theo mình sẽ đây, mình sẽ tách cặp thẻ ra. Ok, cho đệ về. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ chôn, mình sẽ qua một khu nào đó vắng người. Mình sẽ qua bên siêu thị. Ok, mình sẽ qua khu 48. Trước tiên mình sẽ chôn bằng chat thế giới. Mình sẽ thử mua cải trang Sen 3 nha. Ok, bắt đầu thôi. Siêu thị khu bao nhiêu? Khu siêu thị khu 48. Mình sẽ chat thế giới mua cải trang Sen con có lì xì. Lì xì siêu thị khu 48 lẹ lẹ. Đó, mình đã chat xong rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ xem cần cái gửi có đồ gì ngon không nhá. Thì hiện tại không có đồ gì ngon mấy các bạn ạ. Đấy, có cái áo thần này. Khá chất đấy, mình tính mua set thần về mặc chơi. À đúng rồi, thì không biết úp, anh em cho mình xin ý kiến là úp kiểu úp thức ăn thì phải mặc những đồ gì đấy, mình thì mới úp được thức ăn. Các bạn comment mình biết với nhá. Thì mình cũng kiểu mình không biết đi. Mua cải trang, các thanh niên đến hết rồi các bạn ạ. Mua cải trang Sen 3, Sen con. Ai bán? Ai bán? Ai uy tín? Sao nào? Đây. Đông vãi các bạn ơi. Thề rất là đông luôn. Trong chỗ này, trong chỗ này ai lì xì nhiều nhất nhất thì mua. Đấy. Sao nào, mình sẽ xem tất cả thanh niên xem như thế nào nhá. Vẫn chưa có ai nhắn các bạn ạ. Bán khe cũng à, có nhiều các bạn bán rồi đấy, nhưng mà một khe 30 có ạ, tí có ạ. Tí nữa mình chôn thanh niên này sau kết bạn đã. Lì xì 150 triệu. Oh, ghê đấy nhá. Mua cái trang xịt con lì xì. Đây, qua khu khác, mình sẽ qua một khu khác nha. Chứ qua mấy khu này ấy á. Đây, mình sẽ qua bên khu thằng Chó Long rồi nha. Chứ này đông quá các bạn ơi. Đây, bot xuất hiện rồi các bạn ơi. Bot tiểu đội số xuất hiện à, thì chắc khu 15. Chắc không phải rồi. Ok, mình sẽ mua luôn. Không linh tinh thiên nữa. Ok, mua cải trang, mua cải trang mấy anh, mua cải trang mấy bạn ơi.
vẫn chưa thấy gì các bạn ạ. Mua cải trang sen. Mua cải trang sen. Qua đây. Qua đây. Qua. Đây, mình sẽ qua cuối map này. Nói chuyện cho chất các bạn ạ. Tái tạo năng lượng lên. Mua cải trang. Lì xì bao nhiêu bạn ơi? Lì xì bao nhiêu? Lì xì bao nhiêu bạn ơi? Đây, mình sẽ thử test trôn thanh niên. Đâu? Ôi, ít thế. Ít thế. Ít thế. Sao? Anh thích bao nhiêu? À, 150 triệu được không? Được không? 150 triệu được không? Xem ok bạn. Quần ký, ok quần ký. Ok quần. Ok. Mình sẽ của in nhé. Đấy. Ok. Ok từ đó. Mình sẽ mặc cải trang vào nha. Đẹp trai. Lì xì đi. Có 15 ngọc. Ê, sao mày giao dịch thanh niên này? Bị lỗ rồi hay sao ý? Nhưng mà mưa rồi. Lì xì đi. Lừa đảo à? Lừa đảo à? Thằng này lừa đảo anh em. What the hell? Trả em vàng anh ơi. Trả em vàng anh ơi. Anh im ơi. Clip gì? Clip cái gì? Sao thì trả vàng em đi anh. Trả đi. Anh ơi giả em đi. Anh hát hát ơi, nhà em nghèo, em không có tiền, em phải đi chôn như này thì em có view. Có view em có tiền YouTube. Nghèo lắm anh ạ. À, hi hi đùa thôi. Đùa thôi. Sorry nha. Ok thì mình sẽ qua một khu khác nha. Chứ chôn như này nhiều quá nên cay, mình chắc đốt nhà mình nhất. Ok thì giờ mình sẽ, đây mình sẽ tắt cái đấy đã. K B. Và tiếp theo mình sẽ tiếp tục, mình sẽ đến một cái thanh niên. Mình sẽ thử mua thanh niên của thanh niên Ke 3 nha. Để xem thanh niên phản ứng như thế nào. Ok. Ôi, à đây. LS bố đoàn. Mua cải trang. Anh ơi, em mua cải trang. Nì xì cao vậy anh. Qua đây đi anh. Ok, mình sẽ qua đây nha. Hình như thanh niên không biết mình em ạ. Đây mình sẽ cởi. Mà nì xì 160 triệu được không anh? Để mình xem cho thanh niên lừa đảo không. Nhưng mà thực ra là mình cũng chưa thử, cho nên là mình chưa biết được độ chính xác thanh niên lừa đảo hay không các bạn nhé. 160 triệu được không? Chứ thực ra là mình không đánh giá được.
Lăng Nhăng thanh niên là chủ tịch đấy. 145 triệu được không anh? À không, 155 triệu chứ. 155 triệu được không anh? Anh S2 bố đoàn 99 ơi, mua không đi anh. 155 triệu. 155 triệu được không? 155 triệu được không anh ơi? Ừ ok, 155 triệu. Ok, vậy em mua nhé. Đây, mình sẽ ghi chữ mua nè. Ok rồi, cảm ơn anh. Cải trang đẹp ghê. Thì chắc lần sau mình sẽ chôn bằng cái link phụ, chứ link vi minh này của mình chôn nó lộ quá các bạn ơi. Đấy. Không chuyện. Anh lừa đảo à? Lừa đảo à? Anh nhét hai bố đoàn ơi. Trả em vàng. Vàng anh. Thằng này lừa đảo tôi anh em ơi. What the hell? Sao anh lại lừa đảo em? Mà anh lên clip. Chơi thôi. Em mình thử giao dịch thử xem thanh niên như thế nào nhé. Em mình sẽ giao dịch thử. Xem thanh niên có lì xì mình gì không. Tự nhiên lại bảo quay clip thanh niên lại cho mình vàng các thứ. Thì nó lại một chuyện khác các bạn ạ. Nhưng mà mình không thấy một cái gì gọi là đấy, thanh niên 1 tỷ rưỡi siêu long mới cấp 3 cho 150 triệu các bạn ơi. Cho thật kìa. Đùa đó chứ, thanh niên chắc không cho mình đâu. Gia đình bị hủy bỏ. Ok thì vậy thôi, chắc clip mình tạm dừng đây nha. Anh em xem clip mình thấy hay cho mình xin một like và đăng ký. Ok bye bye anh em nha. Ok, giao dịch cho vàng này. Ok, mình sẽ giao dịch cho anh niên kia 2 triệu vàng. Thế thôi, không cho nhiều đâu các bạn ạ. Cho nhiều mấy anh niên lại xin thêm, đau đớn lắm. Cho nhiều cũng không đủ mấy niên đâu mà. Giao dịch đi anh, ok. Tự giao dịch đi. Đây, mình sẽ cho thanh niên này 2 triệu vàng nhá. Ok. Ok, vậy bye bye anh em nha. Clip có vẻ hơi nhạt xíu thì mong em ống góp ý tưởng, mình sẽ edit video thật là hay để cho anh em cùng xem nha. Chứ thực ra clip này nó cũng không được hay cho lắm. Đấy, mình chưa chôn, chưa thực sự là hấp dẫn, với lại nick này của mình đã bị lộ rồi các bạn ơi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip mình. Bye bye các bạn.